Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Cả gia đình đang chuẩn bị cúng ngày Tết Nguyên Tiêu. Quay chút chia sẻ với mọi người. Đây là con trai bộ đội mới về, tranh thủ rẽ qua nhà thì ra chào mọi Rồi, người. xin chào mọi người. Đấy, đang chuẩn bị hoa quả hương hoa để thắp hương các cụ. Cây hồng này đang lên lộc rất là đẹp này. À, một loạt hoa nữa. Con vào con lấy mấy cái đĩa trong kia, cái này chia làm bốn lọ cơ mà, cả lọ về kia nữa, cả cây trung thiên ngoài nữa. Tí lấy đĩa con sắp hoa quả này. Kia 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 còn lọ nữa, còn ở giữa kìa. Ban giữa. Nhà toàn đực dựa, toàn thanh niên cho nên này. Phải tự biên tự diễn hết. Liên tục. Đấy, các bạn xem cái cây lộc vừng này, sợ lá, một ngày quét sân 4 lần cũng coi như vẫn còn đầy lá này, hoắt hết lần đầu lần mới vất ra ngoài kia là vẫn đầy này, chưa kịp hoắt, sợ thật ý. Lộc vừng này nó to quá nên là đường xá là phải suốt ngày phải quét. Còn chiến sĩ này là đang vặt hết những quả quất đi cho loạt mới nó lên. Xin chào mọi người. Hai cây quất này là ra quả từ đầu năm ngoái thì treo được đến bây giờ. Kia là còn bộ trưởng gỗ khói đang nấu nướng làm cơm canh cúng. Diều gì đó xương sao chút ngoài đây là gì biến à biến gà cũng canh chiên cũng tiếc như người lớn đâm là biết là đi làm ấy nhỉ các bạn nhỉ. Đây là món gà rang măng linh à,
đơn giản như thế thôi. Quýt quả mà cũng vừa rồi vẫn còn đây đây chào cao. Con rửa cá lát dầu đi, dầu cau ha. Nè. Nhãn mà mình năm nay lên rất là nhiều hoa, mấy cây nhãn. Nói chung là nhiều quả lại phải vặt. Trèo thì không biết, toàn người béo, to không muốn trèo đấy. Hai cây nhãn năm nay ra rất là nhiều hoa. Nay nhà không không gì ngoài điều kiện là toàn là đông. Cả mình nữa. Đúng tròn vòng cỗ 6. Nào. Mai. À. Du phát là du phát hôm nay chúc mừng sức khỏe năm cũ ạ. Ngày Tết chúc Tết Nguyên Tiêu. Chả thế năm cũ mới đi rồi, năm cũ đến rồi. À, rằm tháng riêng rồi. Thế gọi chúc mừng năm mới. Mới gì nữa. Tết Tết Nguyên Tiêu này là bọn Hoa Kiều nó ăn rất là to, Trung Quốc. Thế dân tộc ấy nhỉ? Dân tộc có khi nhiều bọn nó kiểu trên miền núi. Miền núi, khả năng cả khu chỗ giáp biên giới giết ấy, cũng cũng ăn to. Ảnh hưởng đến quen người Hoa, à người Tàu. Khu trên, người gần biên giới Hà Giang giết, nó cũng có dân tộc Hoa ấy nhỉ? Đầy. Toàn người Hoa. Mình đuổi về hết rồi. Tộc nó đang đầy thật, nó không phải đâu đẩy bọn còn gà mình đây còn đẩy trong khu đây còn đẩy người Hoa, tức là nó không thèm ở đây chứ không bị mình đuổi, đừng có đuổi đâu, làm gì chuyện anh chẳng hiểu gì về lịch sử. Trước đây bọn nó gì nhỉ? Nó chơi thuyết âm mưu, nó bảo là mình bắn giết bọn Hoa Kiều này nhá. Lúc vả chạy năm 79 đi. Còn năm trước nữa. Cả trong miền Nam lẫn ngoài Bắc mình ấy, Quảng Ninh biết là tổng cộng là hơn 1 triệu người Hoa. Những năm đấy. Vượt biên ra nước ngoài. Ấy. Đây là nhiều lắm mấy sư. Cái năm anh mình vào Bình Dương cấy tiếp quản đất. Vào đâu? Vào Bình Dương, à Tràng Lương. Tràng Lương. Tràng Lương tiếp quản đất vào trong mình khê đi vào đấy khăn nước vào trong cái nhà trong mình khê. Vào nhìn trong mình khê loam treo toàn là bộ ảnh lãnh tụ. Cứ ông cắm mát đi ông đi. Cả Mao Trạch Đông, ừ, Mao Trạch Đông rồi. Rồi thì các có một cái nhà nó treo toàn bộ ảnh lãnh tụ. Mình mở vào nhà này vẫn dám treo ảnh Mao Trạch Đông. Chính cái kiên treo chèn cho mình. Những cái năm đấy là người Hoa nó về nước ác nhỉ. Nói chung là cả nước nó nói như thế, với cả mình cũng có đưa một dạng một số thành phần cho nó về trả về địa phương thì nhá. Chủ yếu là nó đòi về. Đấy nó đòi về, nghĩa là bên nước nó. Bên nước nó nói là không về là Việt Nam là nó giết hết nhá. Đúng rồi. Chém hết. Nó là rất sợ. Ghi cả vượt biên nước sang á. Đêm đến nhá, nó đến nó gõ cửa,
người ta bảo đêm đến bọn Trung Quốc ấy, đến có cửa nhà của Hoàng Kiều về ngay, được đấy, ông mà mày nguy hiểm thì bị chết nhanh, đúng rồi đấy, chưa về. Nói chung là cái đấy là mình cũng cũng thiệt hại nhiều, ở về nước mình thiệt hại nhiều, lượng người Hoa ngoài bên đây nó lao động sản xuất cũng nhiều, thấy nhá, đấy nó lại mang của cải về, nên những cái làm ấy mình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Toàn bộ diện tích đất ở trong khu vực miền núi là nó do nó hay nào hết. Bọn này nói chung là người bọn chúng nó chăm chỉ vậy nhá, anh công nhận không? Thường người Hoa hiếc nó chăm chỉ làm giàu. Mình... dầu kể cả những cái lâm trong miền Nam ấy là thời Việt Nam Cộng Hòa người Hoa nó cũng thao túng nền kinh tế nhiều, nhà nó nhà nào cũng có trâu, có xe trâu, trong miền Nam ở mình đây nhỉ, trong chạy lốc đây nhỉ, đấy lốc ấy bọn nào nó cũng giàu hơn người mình đúng không, giàu nhiều, chúng Hoa... nó bảo dân mình ngu, những năm đấy chúng nó đã lấu đường nó biết nhỉ. Trồng nghĩa mình chỉ đến mót ngọn nghĩa rồi đó, đến lò đường nó ấy, bọn anh chăn trâu đến lò quay mía ấy, nhìn đẹp lắm, vô coi như lúc mà nó đun nó chuẩn bị đổ ra vạc ấy, nó trở thành kiểu thò, kéo ấy, thò cây mía ở ngoài đâu, ừ, nó thành kiểu kéo thò cây mía vào nhưng mà mình không được thò, buộn nó thò thôi. Xin. Không xin, mình chỉ nơ nơ thôi. Dạ, khi nó làm xong nó rắc đầu mái xanh rồi. Chứ chỉ cần nắm xin này. Cái thời mà bọn anh hay vào mót mía là toàn của bọn Hoa Kiều thế. Hoa Kiều. Mày nhớ mình bé bé cái già. Thì Dũng hay mót mía. Ra đầu xóm là hỏng vậy đó. Hóng không nhỉ? Dũng. Đa số bọn em Dũng toàn dùng. Chị Dung á? Mình nhớ mình như chuyên cứ ra đầu ao cò xoài đó. Ngóng xem quận Trân Châu về chưa? Chiều chiều ấy chứ. Ừ, quận Trân Châu về chưa? Ông nào cũng một bao mía trước rồi chứ. Cỡi trâu đằng sau. Một đoàn trâu là quận đi Trân Châu về. Trong đấy là ngon mía về. Đúng rồi. Thằng ở nhà Trân Châu nhập phân. Trông trâu để mấy phân. Hôm nào mà trâu đói là ít thì coi như về nhà coi như có ông chơi kiểu này, ông cho bùn nước bên dưới, trong phủ cất bên trên một cánh ngựa về bố mẹ phân khởi. Đang ăn nói chuyện con rò rà tiền. Không bằng bịa được. người ta còn ăn luôn đấy mà. Ừ, bịa người ta còn ăn luôn. Mình đây còn cách xa, cách đây mấy chục năm. Mình sợ gì. Bịa hun khói người ta còn ăn. Những cái năm mê ấy thật. Năm mê dân mình khổ. Khổ quá. Đói. Năm bảy mấy hả? Năm bảy mấy? Năm bảy sáu, bảy bảy. 6, 15, 16. Quận Bình biết ý. Bình chắc ngày xưa chưa bị đi bán mía giờ. Ôi, bán nhiều. Em run mấy bà lên dốc chợ nhiều. Hả? Đúng rồi. Em còn nhớ bà xưa còn bán bà chơi ấy. Ra ấy bán buôn, bán cái nào bán, còn bán buôn thì bà chơi đã mua Vân này chồng nhé. Ừ. Cả xóm thì chồng nữa. Ngày xưa anh Thủy nhà mình còn bắt ông vội tạo, ông chặt mía trộn. Đúng không? Đúng rồi. Nhà mình này, nhà bán lúc này, ba bé à. Nhà bà Chí là trong vườn mía to. Bà Chí bảo cô Hà có ăn nhiều mía đít cố sẽ. Cây cõi mía ngoại
cây sâu mới được ăn, lấy đâu ra ăn, thế cây sâu thì ăn, cây quái mới thì giá ra, đâu để bán nữa, còn đâu để bán, thế có, thế. Làm gì nhiều quá, không hợp tác được quá. Không, các bạn làm nó càng tự nhiên bao nhiêu thì nó lại càng hay bao nhiêu, nhưng mà mình không thuộc dạng gọi là đóng kịch, yeah. Đúng rồi. Nó khó. Không thể đóng kịch giờ. Mình không kịch bản, nó khó. Nhưng mà tự nhiên, yeah. Quên rồi đó. Ừ. Các bạn quên thôi. Kiểu. Cái thời ở trên Lũng Dù là hay trồng nhiều dưa. Đâu, cà chua. Cà chua, dưa, đâu có dưa. Dưa là dưa của quận Tràng An mới trồng. Dân Tràng An trồng hết. Ừ. Ừ. Mô dân Tràng An trồng dưa đỏ đấy nhiều. Bữa mày không biết, bữa tao mình cứ mưa. Tháng mùa 10 tháng 6. Mưa bắt đầu ấy nha. Mọc con đùi. Cởi chăn. Bắt đầu bò à. Em nhớ là lúc mà em còn bé nhá. Ông Đức à, Đức nhà mà Hanh nhá. Ông trông đồng đấy. Đó. Ông cà chua này thì lại có đội chuyên ăn cắp đường của bọn Hoa Kiều chở xe châu đi qua anh nhớ nhá. Đấy. Toàn khoét cà chua cho đường đi ăn mà ăn. Thế. Đấy thời. Đấy là đúng rồi, trồng cà chua này, khoai tây này. Như cái mạn ở chỗ khu con cá mà dịch lên cầu Sẹn ấy là của một Tràng An, nó toàn trồng dưa đỏ. Nó, nhà chúng nó nắm che lắm, chúng nó rào hết xung quanh, toàn chui ở cái mương ấy, cái chỗ thoát nước ấy. Nó chui vào xong rồi coi như nếu trời mưa như tối trời mưa chơi vào bắt đầu nó quả nào coi như to búng căng thắt là chơi chỉ bê đồng quả. Cái dưa đợt trồng trong nông trường này là màu nó xanh đen hay là màu nó trắng sọc? Dưa của nó màu sọc. Dưa màu sọc như kiểu dưa gang ấy, trắng sọc. Ừ, trắng sọc. Trắng xanh, trắng đều trắng xanh. Đấy, như con nó tròn nhỉ. Giống đấy nó mới to. Giống lương bình cổ của ông bác học lương bình cổ. Giống về sau này qua ông Quang trên đồi mít này chứ ông vào ông ghép vải cho mình trong vườn. Ông bảo nhà ông có trồng dưa thôi nhỉ. Ông bảo cái ông cứ tả mà quả to thế này nhiều. Ừ. Mà không có bò rào thế em mới hỏi bố thế không sợ đâu cắp của riêng nhà anh ấy cho chúng nó nhảy vào chúng nó không ăn cắp được bọn trẻ con ấy. Ừ. Mới không bê được quả ngon. Không bê không bắt được. Toàn mười mấy 20 cân gì đó. Mình cứ tưởng không nói phép nhưng mà hóa là về sau dưa thế thật. Dưa như mình của quả to. Ông bảo dùng có cho vào không ăn cắt được. Thế năm đấy cái trang trại ấy cho một cái xe bò đuôi. Một cái xe bò đuôi nhá. Chở được mỗi con đậu. Mà đỉnh cao coi như cái năm đấy con đậu ba tạ. Đấy. Chứ còn bây giờ là ba tạ là cũng là hiếm nhưng mà cái năm đấy nó chở một con đậu ba tạ. Ngày xưa dân lạc hậu. Lạc hậu. Bởi vì nuôi lợn nên toàn lỗ vốn. Anh có nhớ toàn lỗ vốn. Nuôi hàng 1-2 năm rồi. Đâu, nuôi thường là 1 năm. Ừ. Nuôi từ đầu năm đến cuối năm mới thịt. Như nhà mình không nhà. Với lại tất cả mọi người dân ấy là phải đóng nghĩa vụ cho nhà nước. Để gọi lợn gia công. Không phải lợn gia công. Lợn nghĩa vụ. Mà nghĩa vụ. Đấy, mỗi một gia đình là phải 30 cân lợn nghĩa vụ trong 1 năm chẳng hạn. Thấy không? Đấy, là để mang được tiền tuyến. Đấy, phục vụ quân đội. Đấy. Thế nên quanh anh đã phải kéo cho bà một con lợn ra đến lò mổ ấy, lò mổ cổ eo ấy. Ừ. Con đấy khoảng hơn 70 cân. Còn thừa là nó trả bằng quần áo với vải ấy,
có những áo sơ mi này, đấy gọi áo lợn, đấy mì chính mì trước rồi, mì không làm gì có mì chính, cứ lắm giống mì chính, chỉ có áo rồi, áo lợn. Anh về sau anh có được một cái áo lợn màu chấm chấm tím tím, mặc coi như 3 năm cấp 3. Thế rồi về sau nó bạc mẹ đi, với cứ quay là mặc hai ba hôm về coi như nó bẩn lại, giặt giặt phơi khô mãi mặc luôn. Thế rồi nếu có cái thay áo lợn đấy nói như thế không, nhưng mà về sau lúc em lớn lớn em biết rồi là mình gọi lợn gia công hay sao? Không phải lợn gia công. Gọi lợn nghĩa vụ. Lợn nghĩa vụ. Không, nhưng mà Tết là cũng cần. Không có chia Tết này. Nhà ai xong bắt đầu là chia. Tết á. Tết là như này. Tiêu chuẩn Tết coi như mỗi một khẩu ăn Tết là được nửa cân hơi. Thấy không? Ví dụ thế. Không, nhưng mà làm ví dụ nhà mình có lợn ấy, thì gọi lợn ấy là lợn gì? Cân hợp tác à? Cân hợp tác. Để người ta phân phát Tết này. Nó vẫn đưa vào vấn đề nghĩa vụ. Lợn nghĩa vụ. Lợn nghĩa vụ. Đấy. Chứ không phải lợn gia công. Không phải lợn gia công. Còn muốn mổ lợn là phải được ra ủy ban. Xin giấy. Ví dụ nhà mình có đám ma hay là đám cưới, muốn mổ một con lợn là phải xin phép. Ra ủy ban nó cho phép mổ mới được mổ. Đấy. Không mà đi tù ngay. Không đi tù ngay. Anh nhìn em. Mình nuôi nhưng mà của mình nhưng mà vẫn không được mổ. Đấy khổ. Là khổ. Vâng, nên những cái năm thời đấy, nhưng mà thời ấy dân người ta tự giác đó nhỉ. Đi gạt tin trước này hả? Ờ, tự giác làm tập thể. Ừ. Tập thể có như đi làm là chấm điểm, chấm công. Mới gánh lúa về gì nhỉ? Chân kho quy mô. Có bây giờ gánh nó gánh mẹ về nhà rồi. đầu tiên là sân kho là mỗi một đội là có một sân kho. Về sau là nó trở thành quy mô, hợp tác xã quy mô thì coi như là toàn bộ dồn vào sân kho quy mô trên kia. Đấy, và nó có một cái máy thuốc. À đấy, cái từ quy mô là gọi là như thế đấy. Ừ, gọi là như thế. Quy mô là chung đấy à? Chung hết. Đấy. Tất cả cánh đồng cọc ấy toàn bộ là nó làm một ruộng to ấy. Thấy chưa? Tức là như bây giờ gọi cánh đồng mẫu lớn, cái năm trước năm 75 nó đã có rồi. À, sau năm 75 đã có cái quy mô như thế rồi. Cũng đồng áng như thế. Về sau coi như là rồi về sau coi như là 5000 là... Thế là chính thức bây giờ em mới hiểu cái từ sân kho quy mô bên kia nó là đấy đấy đấy, toàn bộ khu vực này vào một cái sân kho đấy. Rồi. Còn sân kho đội 1 là ở chỗ này là đấy, từng đội 1 phải. Từng đội 1. Trước kia sau năm giải phóng ấy cái quy mô đấy. Đó là uống à. Thôi kết thúc phát rồi để em kết thúc video. Nhà toàn rượu trắng. Chào tạm biệt mọi người nhá. Chào mọi người. Mình tắt video rồi. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Năm mới đạt mọi chỉ tiêu đề ra.